Kính thưa quý vị, sau đây xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình phỏng vấn dân biểu Frank Wolf. Qua câu hỏi số 2 thì chúng tôi có hỏi dân biểu Wolf về vấn đề là cái cuộc xét xử sắp tới mà hiện nay thì chúng ta đã có tin tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hoãn phiên xử ngày 7 tháng 8 đối với ba blogger là blogger Tạ Phong Tần, blogger Điếu Cày và blogger Anh Ba Sài Gòn. Đáng lẽ là phiên xử diễn ra vào ngày 7 tháng 8 tới đây đối với ba blogger này và cả ba đều bị buộc tội là tuyên truyền chống chế độ. Đó là một điều khoản trong luật hình sự của Cộng sản Việt Nam. Và với tội trạng này nếu mà bị khép tội thì các blogger này có thể phải chịu những bản án tù tới 20 năm tù. Nhưng vì xảy ra việc là thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu và cái chết bi thảm này đã đánh động dư luận thế giới và các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền cũng như các chính phủ tự do đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải xét lại bản án này, phải bãi miễn tội hình sự đối với ba blogger này. Cho nên có thể là vì như vậy, bản án thay vì được tuyên vào ngày 7 tháng 8, thì tòa án của Cộng sản Việt Nam đã hoãn phiên xử lại. I do, absolutely, I do, and I agree with him. This is a tragedy, not only for one family, it is for that mother, and as a parent, you know how much you yearn to protect your children, but for everyone. Bloggers have made the difference around the world. It were the bloggers that helped bring about a change in the Cairo government. It was the bloggers. I was in Egypt shortly thereafter the election, and the bloggers had made a difference using the internet. But the American embassy hasn't really said anything. The American ambassador should go to that trial. Chúng tôi có nêu vấn đề này với dân biểu Wolf và nhắc đến lời nói của ông Phil Robertson là vị giám đốc của tổ chức Human Rights Watch nói với Pháp Tấn Xã là cái chết của bà mẹ blogger Tạ Phong Tần là một cái chết gây ra bởi vì chính quyền Việt Nam đã ép bức con người đến độ tuyệt vọng và vì chà đạp nhân quyền tại Việt Nam cho nên những người đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam đã chỉ còn biết là đi tìm những con đường tuyệt vọng như con đường chết và điều đó chứng tỏ đây không còn phải là một thảm kịch đối với một gia đình nữa mà đây là một thảm kịch đối với cả một đất nước. Thì để trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng chính phủ Mỹ có thể làm được những điều gì và nên làm những điều gì để giúp cho những người, những blogger, những nhà đấu tranh dân chủ, những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam làm sao để những thảm kịch như vậy không xảy ra nữa. Thì dân biểu Wolf nói rằng ông hoàn toàn đồng ý với nhận định của tổ chức Human Rights Watch. Đây là một thảm kịch không phải của một gia đình mà là của cả một đất nước. Và nói đến vai trò của những bloggers trên thế giới hiện nay và ông nhắc đến về cuộc cách mạng Hoa Lại đã xảy ra từ Tunisia đến Ai Cập. Và trong những cuộc cách mạng dân chủ đó thì vai trò của các blogger rất là quan trọng. Vì thế, ông cho rằng những chính phủ của các nước tự do, trong đó đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ, không thể nào khoanh tay ngồi nhìn những chế độ độc tài áp bức tiếng nói của những người cầm bút, những bloggers. Chẳng hạn như nếu mà là có một phiên tòa diễn ra để mà xử các blogger tại Việt Nam, thì theo dân biểu Wolf, vị đại sứ Hoa Kỳ nên ngồi hàng ghế đầu ở trong tòa án để làm nhân chứng cho vụ xử này. Và nếu một cái phiên xử như vậy không diễn ra với những tiêu chuẩn pháp lý đúng thì chính phủ Hoa Kỳ cần phải áp dụng những biện pháp chế tài đối với Việt Nam. Thì trong trường hợp ấy,
dân biểu Wolf nói rằng không những vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hiện nay không làm đầy đủ những việc cần phải làm để can thiệp cho những bloggers, cho những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam, mà ngay cả đến vị ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton cũng không bày tỏ đầy đủ phản ứng của bà đối với những việc áp bức nhân quyền như đã xảy ra và đang xảy ra tại Việt Nam. Trong khi đáng lý ra thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ phải có một thái độ rõ rệt hơn để tạo một áp lực đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đi tới câu hỏi tiếp theo là về nhiệm kỳ dân biểu của ông Frank Wolf. Ông đã được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ kể từ năm 1980 và kể từ đó ông liên tục đắc cử để làm vị đại diện cho đơn vị 10th District, đơn vị bầu cử số 10 của tiểu bang Virginia. Thì dân biểu Wolf trả lời câu hỏi này. And we have to do what President Reagan did, and I think the answer is what they call the Simpson-Bowles Commission. The Simpson-Bowles Commission. Cho biết rằng Simpson was a Republican senator. Hiện giờ cái giải pháp mà ông nhìn thấy rõ rệt nhất và cụ thể nhất là phải có một sự hợp tác giữa hai chính đảng, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, để mà từ Quốc hội cho đến hành pháp phải làm sao cùng nắm tay nhau để mà thỏa hiệp và tìm phương cách giảm bớt cái gánh nặng công trái của Hoa Kỳ. Bởi vì theo như tình trạng hiện tại, thì dân biểu Wolf cho biết nếu mà không có thay đổi được cuối năm nay thôi, thì cái số nợ quốc gia, số quốc trái của Hoa Kỳ sẽ lên tới 17.000 tỷ. Và đó là một cái số nợ quá lớn. Không có một quốc gia nào có thể chịu đựng một cái số nợ 17.000 tỷ đô la mà đứng vững được. Vậy thì phải giải quyết, và cách giải quyết tốt nhất theo dân biểu Wolf là phải có một sự hợp tác giữa hai chính đảng. Và ông cho rằng cái hình thức tốt đẹp nhất hiện nay là cái tổ chức mà gọi là Simpson and Bowles Coalition, tức là ủy ban quốc gia về trách nhiệm tài chính và về cải tổ thuế khóa. Simpson and Bowles là tên của hai vị lãnh đạo, và một vị ở bên Đảng Cộng Hòa, một vị ở bên Đảng Dân Chủ. Họ cùng bắt tay nhau để mà tìm những giải pháp giải quyết vấn đề gánh nặng tài chính của nước Mỹ, giải quyết vấn đề cải tổ thuế khóa và giảm số nợ quốc gia, và từ đó thì sẽ tìm cách để mà hồi phục sự phát triển kinh tế. Dân biểu Wolf có nói rằng cái điều đó là một điều phải làm và không thể không làm được, bởi vì hiện nay chúng ta, tức là đất nước Hoa Kỳ, đang mắc nợ ở rất nhiều nơi, mà một trong những nguồn nợ chính là Trung Cộng. Đó là một đất nước dưới chế độ độc tài đảng trị và là một đất nước vi phạm nhân quyền. Vậy mà đất nước Hoa Kỳ lại phải mắc nợ đất nước Trung Cộng, và đó là một điều không thể chấp nhận được. Vậy thì ông hy vọng rằng nếu mà trong nhiệm kỳ tới ông sẽ đấu tranh và sẽ thực hiện được cái điều là cái ủy ban Simpson and Bowles sẽ tìm được những giải pháp để mà thứ nhất là giảm gánh nặng quốc trái của đất nước Hoa Kỳ, và thứ hai là tìm phương thức để mà hồi phục kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu không thì đất nước Hoa Kỳ sẽ, kinh tế của Hoa Kỳ sẽ rơi xuống vực thẳm, và đó là một viễn ảnh rất là nguy hiểm. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình phỏng vấn dân biểu Frank Wolf tại Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ. Dân biểu Frank Wolf đã dành cho tuần báo Phố Nhỏ cuộc phỏng vấn này để trình bày các quan điểm của ông về các vấn đề thời sự liên quan đến Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của SBTN.